ta giải quyết cho mày mà. Nhà tao ở đây mà. Nhà tao ở đây. Chứ không phải tao không phải. Chứ không phải tao không phải. Mày ngu lắm con ạ. Bị xích bánh vì đỗ sai nơi quy định, cặp vợ chồng đi ô tô tấn công luôn bảo vệ tòa nhà. Mới đây tại tòa chung cư có tiếng tại Hà Nội đã vừa xảy ra một vụ việc gây tranh cãi khi cặp vợ chồng đi ô tô đã tấn công bảo vệ do xe bị khóa bánh. Cụ thể thì theo người dân phản ánh, hai người này thường xuyên đỗ xe sai vị trí. Bị bảo vệ xích bánh bao nhiêu phen thì bấy nhiêu lần dùng kìm phá khóa. Đỉnh điểm vào sáng nay khi cặp vợ chồng bị bảo vệ yêu cầu dừng xe do vi phạm quá nhiều thì cả hai đã cùng xuống để đôi co với người thực hiện nhiệm vụ. Người vợ lớn tiếng chửi bới còn tát vào mặt nam bảo vệ. Chồng thì liên tục to tiếng, đẩy bảo vệ sang một bên. Về phần mình thì anh bảo vệ chỉ làm đúng trách nhiệm của mình. Không hề to tiếng, vẫn gọi anh chị xưng em kể cả khi đã bị tác động vào người. Các ông bà bây giờ có tí tiền vào nhưng thái độ, đạo đức lại đi xuống. Quá đáng sợ. Con xe này rất nhiều lần rồi. Nó để bãi gửi xe qua đêm người ta thu tiền xe nó chỉ trả 20k thôi. XOG nó bảo chỉ có thế lấy thì lấy, có lấy thì thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.